Đây là ngôi trường rất đặc biệt mà giáo sư X xây dựng dành cho những người có khả năng siêu phàm, người thì có khả năng điều khiển đồ vật một cách dễ dàng, người thì có thể triệu hồi bão tố sấm sét, người thì có khả năng phóng ra nguồn năng lượng cực lớn từ đôi mắt. Tất cả đều là con người nhưng do quá trình đột biến trong tiến hóa tạo ra và họ được gọi là các dị nhân. Họ luôn được coi là mối nguy hiểm đe dọa đến an nguy của con người. Vì vậy, các nhà chức trách, đặc biệt là Thượng nghị sĩ Kenny, đang ra sức kêu gọi Quốc hội Mỹ thông qua dự luật đăng ký người đột biến, ép buộc các dị nhân phải đăng ký thông tin với chính phủ. Từ đó tiết lộ danh tính và khả năng đặc biệt của họ. Ông ta tỏ ra hí hửng khi có rất nhiều người đồng tình với dự luật này, nhưng không biết rằng đó chính là ngòi nổ cho một cuộc chiến kinh hoàng trong tương lai. Vì trong hội trường này có một dị nhân rất thù ghét những kẻ như ông ta, đó chính là Magneto, một trong những dị nhân mạnh nhất trái đất với khả năng điều khiển từ trường. Giáo sư X vội vàng đuổi theo để ngăn chặn suy nghĩ tiêu cực của người bạn, nhưng người bạn nói rằng đã quá muộn rồi, con người sẽ bị đào thải. Vậy tại sao Magneto lại ghét con người đến như vậy? Câu chuyện bắt đầu vào năm 1944 tại trại tập trung người Do Thái của phát xít Đức tại Ba Lan. Năm đó cậu bé Eric đã bị chúng bắt phải rời xa gia đình của mình. Cảm xúc phẫn nộ khiến cậu bộc phát nguồn sức mạnh có thể bẻ cong cánh cửa sắt khiến mọi người hoảng sợ. Sau đó cậu bị một tên lính đánh bất tỉnh. Đó chính là lý do sau này lớn lên Eric lấy biệt danh là Magneto và tập hợp rất nhiều dị nhân bị áp bức khác đứng lên chống lại con người. Trở lại hiện tại, cô nàng Mary đang đá lưỡi nhiệt tình với bạn trai thì bất ngờ hoảng sợ hét toáng lên. Hóa ra cô là một dị nhân có khả năng hút năng lượng của người khác nên đã vô tình khiến bạn trai rơi vào cơn nguy kịch. Sợ hãi và bị mọi người xa lánh, cô đã bỏ nhà trốn sang Canada. Cô xin đi nhờ tài xế xe tải và được họ dẫn tới một sàn đấu ngầm để thưởng thức. Nhìn người đàn ông trên võ đài có vẻ quen quen, anh ấy chính là người chồn của chúng ta. Đối thủ của anh là một tên to cao vạm vỡ, nhưng hắn cứ đánh lâu gần là anh lại hồi phục trở lại. Với bộ khung xương kim loại bằng adamantium, anh chỉ cần vài đường phản công cơ bản là chiến thắng đối thủ. Tối đó, Mary gặp lại anh chồn trong quán bar. Trên TV lúc này nói về cuộc họp sắp tới của Liên Hợp Quốc về dự luật dị nhân của nghị sĩ Kenny. Cả hai nghe xong khuôn mặt đều hiện lên nét trầm tư, bất ngờ tên võ sĩ thua cuộc tới gây sự. Hắn cho rằng anh chồn là một dị nhân vì sau trận đấu hồi chiều anh không hề có vết thương nào. Logan không thèm trả lời khiến hắn ta nổi máu chó rút dao ra. À thì ra chú chọn cái chết. Anh không ngần ngại giương móng vuốt của mình ra khiến đối thủ muốn đái ra quần. Lão chủ quán cầm súng lên đe dọa liền bị anh chém khẩu súng làm hai. Cả quán bar ngồi run như cây sấy, im lặng không dám hò hay câu nào. Khi anh chồn lái xe rời khỏi quán bar thì Mary cũng đã lẻn lên xe. Nhưng chưa đi được bao xa anh phát hiện ra cô bé, thấy bộ dạng đáng thương của cô nên anh đồng ý cho đi nhờ. Mary nói rằng mình không có nơi nào để về cho nên cứ đi hết nơi này đến nơi khác. Thấy cô bé cứ xoa tay mãi, đoán chắc do quá lạnh nên anh đưa tay ra giúp cô sưởi ấm. Nhưng cô lại rụt tay lại, ánh mắt ngại ngùng nói rằng nếu chú động vào chú sẽ bị thương. Anh chồn hiểu ra cô bé cũng là dị nhân giống mình nên không hỏi thêm gì. Đột nhiên một cái cây từ đâu bay tới chắn ngang xe của họ. Anh chồn vì không thắt dây an toàn nên cắm đầu ra khỏi xe. Chiếc xe bất ngờ bốc cháy, còn Mary lại bị kẹt không thoát ra được. Logan lồn cùng đứng dậy thì bất ngờ bị tên tay sai của Magneto tấn công. Anh chồn bị đánh văng lên nắp capo xe tải rồi bất tỉnh nhân sự. Ngay lúc hắn đang tiến tới chỗ Mary thì có hai người bí ẩn xuất hiện. Tên tay sai biết không thể đánh lại liền cong đít chạy trốn. Bọn họ sau đó đã nhanh chóng cứu Mary cùng anh chồn thoát khỏi bàn tay tử thần. Khi tỉnh lại, Logan phát hiện mình đang được một cô gái xinh đẹp kiểm tra cho anh. Anh chồn không thương hoa tiếc ngọc liền đẩy cô gái ra một bên. Bất ngờ một tiếng nói cứ vang vọng trong đầu muốn anh đi đến một nơi nào đó mà không thể cưỡng lại được. Người có thể làm được chuyện này chỉ có giáo sư X. Ông điều khiển tâm trí dẫn anh chồn tới đây và nói rằng chính mình đã cho người đi cứu anh và Mary. Sau đó ông giới thiệu những trợ thủ đắc lực của mình cũng là hai người đã từng cứu anh. Chàng trai đeo mắt kính này là Cyclops. Anh ta có khả năng phóng tia laser từ mắt. Còn cô gái tên là Storm có thể hô mưa gọi gió điều khiển thời tiết. Người còn lại là cô gái vừa rồi anh chồn bóp cổ tên là Jinx. Cô có thể điều khiển mọi vật bằng suy nghĩ và còn có thể đọc được tâm trí của người khác. Khả năng của cô vượt trội hơn giáo sư X nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn đạt được điều đó. Giáo sư nói rằng kẻ vừa rồi tấn công Logan là tay chân của Magneto. Ông ta là một dị nhân hàng đầu của thế giới và luôn có dã tâm tiêu diệt con người. Còn giáo sư X thì mong muốn cả hai bên chung sống hòa bình với nhau. Để bảo vệ an toàn cho dị nhân, ông đã xây dựng lên một ngôi trường đặc biệt. Tại đây họ được học cách sử dụng siêu năng lực của mình và kiềm chế nó. Mary cũng nhanh chóng nhập học ở ngôi trường mới. Như vậy cô bé sẽ không bị ai xa lánh như trước nữa. Giáo sư X không biết tại sao Magneto lại muốn bắt anh chồn nhưng ở đây Logan sẽ được an toàn. Ông bày tỏ mong muốn anh tham gia vào đội X-Men để bảo vệ nền hòa bình thế giới. Anh chồn có vẻ không hứng thú với chuyện này cho lắm. Nhưng sau khi nghe giáo sư nói sẽ tìm kiếm lại những ký ức đã bị ngủ quên từ lâu của mình thì anh đồng ý. Cùng lúc này lão nghị sĩ Kenny trên trực thăng bị tấn công. Người phụ nữ màu xanh có khả năng biến hình thành bất kỳ ai này tên là Mystique.
cô ta đánh lão nghị sĩ bất tỉnh rồi đưa về căn cứ của Magneto tại một hòn đảo hoang. Ngay sau khi gặp lão ta thì Magneto đã khởi động cỗ máy tạo ra một chùm sáng trắng bao quanh người tên nghị sĩ. Kỳ lạ là chính Magneto lại là người tỏ ra rất đau đớn. Trở lại trường học, Dinh sau khi kiểm tra cơ thể của anh Trồn đã phát hiện khung xương của anh được ai đó tiêm vào một thứ kim loại siêu cứng. Hơn nữa còn có khả năng hồi phục siêu nhiên nhưng Logan lại chẳng nhớ gì về chuyện này cả. Tối đó anh Trồn mơ thấy một cơn ác mộng mà chính anh là người được đem ra để làm thí nghiệm. Giật mình tỉnh lại thì thấy Mary ngồi bên cạnh nhưng móng vuốt đã đâm xuyên qua người cô bé mất rồi. Logan hoảng loạn không biết làm thế nào bèn gọi người tới giúp. Mary từ từ đưa tay lên chạm vào mặt anh khiến anh Trồn như người thất thần. Đồng thời vết thương trên người cô cũng nhanh chóng lành lại. Mọi người chạy đến nơi thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Khi anh Trồn tỉnh lại thì thấy giáo sư X đang ngồi bên cạnh mình. Ông nói cho anh nghe về siêu năng lực đặc biệt của Mary có thể hút cả năng lực của các dị nhân khác và may nhờ khả năng tự hồi phục nên anh mới có thể sống sót. Bên này, nghị sĩ Kenny đã bị biến đổi. Cơ thể của lão ta giống như cao su vậy. Các bộ phận trên người có thể kéo giãn một cách thần kỳ nên có thể dễ dàng chui qua khung sắt. Lão tính trèo xuống dưới để chạy trốn thì bị Magneto phát hiện. Ông ta cà khịa đối phương, ngươi luôn coi dị nhân là kẻ thù, giờ thì ngươi đã biến thành dị nhân rồi đó. Sau đó sai tên to xác kéo Kenny lên nhưng hắn đã để tuột tay vì cơ thể cao su của lão ta. Sáng hôm sau, thanh niên Bobby tìm đến Mary và nói rằng cậu không nên sử dụng siêu năng lực với đồng loại của mình và cậu nên rời khỏi đây vì các bạn học rất sợ cậu. Mary nghe xong buồn bã đứng dậy đi ra khỏi cổng trường, còn Bobby ngồi đó nở nụ cười gian xảo. Giáo sư X biết cô bé đã bỏ đi liền vào trong một căn phòng đặc biệt. Đây là căn phòng khuếch đại sóng não có thể giúp ông mở rộng năng lực của mình để tìm kiếm cô bé. Anh Trồn hỏi giáo sư liệu ông có thể đọc được suy nghĩ của Magneto hay không. Giáo sư thở dài nói ông ấy từng là bạn thân của ta, chính ông ấy đã giúp ta xây dựng căn phòng này, nhưng Magneto luôn đội một cái mũ đặc biệt khiến ta không thể đọc được suy nghĩ. Giáo sư cảm nhận được Mary đang ở một trạm xe lửa gần đây, sau đó ông lệnh cho Storm và Cyclops đi tìm cô bé và để anh Trồn ở nhà vì sợ Magneto sẽ bắt anh. Bobby, người đã kích động Mary bỏ đi chính là do Mystique biến thành. Cô ta nhân lúc không có ai đã lẻn vào phòng đặc biệt rồi đổ thuốc độc vào thiết bị tăng cường sóng não. Bên này, anh Trồn không chịu ngồi yên nên đã nhảy con xe của đồng nghiệp rồi phóng như bay tới ga xe lửa. Cuối cùng anh cũng tìm được cô bé đang ngồi trên tàu. Cô bé vẫn còn hoảng sợ nói năng lực của cháu sẽ làm hại đến những người xung quanh. Anh an ủi cô bé rằng giáo sư rất hiểu những người như chúng ta nên mới thu nhận và dạy dỗ cháu. Và chú sẽ ở bên để chăm sóc cho cháu. Mary cảm động liền đồng ý quay trở lại trường học. Lúc này, Cyclops và Storm cũng đến được ga xe lửa nhưng lại bị hai tên tay sai của Magneto đánh úp. Scott bám lên trần nhà rồi thè cái lưỡi dài của mình đánh bay kính bảo hộ của Cyclops. Vì vậy, Cyclops không may phóng ra tia laser phá vỡ một mảng lớn trên trần nhà biến nơi này thành đống hỗn loạn. Bên này, Storm bị tên to xác tóm được. Ngay lúc nguy cấp, cô điều khiển một dòng sét đánh thẳng vào đối thủ. Cùng lúc này, chiếc xe lửa chở anh Trồn và Mary đột nhiên phanh gấp. Khoang tàu bị sức mạnh thần bí xé toạc. Magneto đội mũ sắt ngay sau đó xuất hiện. Bên trong cơ thể của Logan đều là kim loại nên anh không thể làm gì trước siêu năng lực của ông ta cả. Anh quát lớn, tại sao ông lại muốn tìm tôi? Magneto cười cợt nói, ta tìm ngươi để về làm Trồn bầy món à? Nghe thấy vậy, Logan mới nhận ra mục tiêu của ông ta là cô bé Mary. Sau đó ông ta chưởng anh Trồn dính vào một góc rồi bắt cô bé đi đến chỗ của hai tên tay sai. Khi bọn chúng ra khỏi ga xe lửa thì thấy cảnh sát đã vây sẵn ở đây. Magneto không nhiều lời dùng năng lực của mình nâng hai chiếc ô tô lên thị uy với đối thủ. Cảnh sát lập tức rút súng ra nhưng súng cũng bị ông ta hút lấy và quay nòng súng hướng thẳng vào đầu bọn họ. Bất ngờ tên to xác phản bội lại đưa tay ra bóp cổ Magneto bắt ông ta thả cô bé ra. Magneto ngơ ra một lúc rồi lập tức hiểu ra chính giáo sư X đã làm việc này. Quả nhiên là giáo sư đang ngồi trong một chiếc xe đỗ gần đó và ông còn có thể khống chế cả tên tay sai còn lại của Magneto. Tức giận ông ta cho nổ súng và để viên đạn dừng lại ngay trước trán của cảnh sát. Sau đó hét lớn, nếu ngươi còn ngăn ta lại thì ta sẽ giết hết đám cảnh sát này. Giáo sư không còn cách nào khác buộc phải dừng kiểm soát hai tên tay sai rồi bất lực nhìn bọn chúng đưa cô bé đi. Trở về trường học, giáo sư đột nhiên thấy nghị sĩ Kenny tìm đến. Hóa ra lão ta đã bơi từ hòn đảo xa về bờ. Vì biết mình đã bị đột biến nên lão đã mò tới đây nhờ giúp đỡ. Sau khi đọc suy nghĩ của Kenny, giáo sư đã biết được tất cả ý đồ của Magneto. Ông nói với mọi người rằng hắn ta muốn dùng bức xạ năng lượng cao để biến con người thành dị nhân. Những sự thay đổi đột ngột này sẽ khiến cho cơ thể tự đào thải mà chết đi, và cỗ máy này cũng sẽ hút lấy năng lượng của người điều khiển. Vì vậy, Magneto muốn bắt Mary về và lợi dụng năng lực của cô bé để điều khiển cỗ máy này. Trong lúc mọi người đang bàn luận thì Kenny đau đớn biến thành một vũng nước rồi tan vỡ. Giáo sư sợ rằng con người sẽ bị cỗ máy của Magneto giết chết nên đã lập tức vào phòng đặc biệt để tìm kiếm vị trí của cô bé. Nhưng còn chưa kịp nhìn thấy gì thì chất độc trước đó mà Mystique bỏ vào đã đi thẳng vào não của giáo sư và khiến ông ngất đi.
May mà Jin cũng có khả năng thần giao cách cảm. Sau khi thay chất lỏng phóng xạ, cô sử dụng thiết bị khuếch đại sóng não tìm được vị trí của Mary. Hóa ra nơi Magneto thực hiện kế hoạch chính là đảo Liberty, nơi diễn ra hội nghị Liên Hợp Quốc. Ông ta đã đưa cô bé và cỗ máy lên trên tượng nữ thần tự do ở gần đó. Ông ta sẽ biến tất cả các nguyên thủ của các quốc gia khác nhau thành dị nhân. Đầu tiên sẽ khiến cho con người chịu sự đau khổ, rồi sau đó dị nhân sẽ trở thành bá chủ thế giới. Những chiến binh X sau khi biết tin lập tức bay tới tượng nữ thần tự do. Vào trong, họ được Scott và Mystique đón chào nồng nhiệt. Cô ả biến thành anh chồn pha kè lao đến phía anh chồn thật để đánh nhau. Bên này một mình Scott với cái lưỡi dài bón hành cho ba người còn lại. Storm bực mình dùng năng lực của mình tạo ra một cơn phong ba trực tiếp thổi hắn xuống sông bơi cho mát. Bên này đột nhiên Mystique bất ngờ bỏ chạy. Anh chồn đuổi theo thì gặp Storm. Cô nói anh hãy tới gặp Jin và Cyclops. Vừa dứt lời, cô ta liền bị anh chồn xiên quen rồi lộ nguyên hình xanh lẻ của mình ra. Cô ta làm sao lừa được cái mũi thính như chó của anh chồn nhà ta được. Anh gặp lại đồng đội và nói rằng muốn lên trên kia để cứu Mary. Đúng lúc này, trùm cuối xuất hiện điều khiển các ống kim loại kẹp chặt cả bốn người trên tường. Sau đó sai tên to xác đến lấy chiếc kính bảo hộ của Cyclops. Thế là anh buộc phải nhắm mắt lại nếu không muốn nướng chín Jin. Ông ta để tên to xác ở lại canh chừng, còn mình bay lên trên đỉnh để khởi động cỗ máy. Anh chồn không để chuyện này xảy ra dễ dàng như vậy được, liền dùng móng vuốt cắt đứt ống sắt rồi lao vào giao cấu với tên to xác. Bên trên, Magneto chạm tay vào người Mary để truyền năng lượng, sau đó trói tay cô bé lên cỗ máy rồi bắt đầu khởi động. Bên dưới, anh chồn có vẻ không được ổn cho lắm khi phải đối đầu với kẻ địch quá mạnh. Nhưng đánh nhau ngoài sức khỏe thì phải có cái đầu nữa. Anh nhặt được chiếc kính bảo hộ của Cyclops rồi nhờ Jin dùng năng lực đeo cho đồng đội. Cyclops nói chết mẹ mày với tao rồi, phóng laser bắn tên to xác bay xuống dưới. Sau đó anh chồn nhanh chóng giải cứu cho các đồng đội, mà lúc này cỗ máy đã tạo ra một nguồn phóng xạ cực lớn hướng về phía trung tâm hội nghị khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy tụt quần. Trong tình thế ngàn cân treo sợi lông nách, nhóm X-Men cần phải khẩn trương hơn nữa. Storm dùng gió thổi anh chồn bay lên trên, còn Jin điều khiển cơ thể anh đáp đúng lên đỉnh của bức tượng. Anh ngay lập tức lao xuống tính phá cỗ máy thì bị Magneto dùng năng lực cản lại. May mắn bên dưới Cyclops bắn laser trúng vào người ông ta. Magneto bị ngã từ trên cao nằm thoi thóp một chỗ. Nhân cơ hội anh chồn phá luôn cỗ máy khiến phóng xạ lập tức bị dập tắt. Lúc này Mary ngất đi vì năng lượng của cô đã bị cỗ máy hút quá mức. Anh không ngần ngại ôm lấy cô bé để cô có thể hút lấy sức mạnh của mình. Cuối cùng anh đã thành công cứu cô bé. Sau đó nhóm chiến binh X quay trở lại trường học. Giáo sư cũng đã khỏe và nói với Logan rằng liên quan tới quá khứ của cậu thì có người đã nhìn thấy cậu ở một dãy núi phía tây bắc Canada. Anh chồn tiếp nhận thông tin rồi lên đường tìm kiếm ký ức bị lãng quên của mình. Còn giáo sư X tới một nhà tù bằng nhựa để chơi cờ cùng người bạn vừa bị xích. Magneto vẫn chưa dứt được hết thù oán và mạnh miệng tuyên bố sẽ thoát ra khỏi đây và tiếp tục sứ mệnh của mình. Vậy thì tôi cũng sẽ tiếp tục ngăn ông lại. Nói xong giáo sư liền rời đi.